Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Đang Anh nhận thấy rằng là nhu cầu chụp hình của chúng ta ngày một nhiều hơn, đặc biệt là các bạn trẻ, người dùng smartphone. Vậy thì các hãng smartphone đã làm điều gì để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu này? Thì ngày hôm nay xin mời các bạn xem đến cuối video với chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51 mà Đang Anh sắp giới thiệu một tính năng của nó, đó chính là Single Tap. Bắt đầu nhé! Đang Anh lấy một ví dụ đơn giản cho mọi người dễ hiểu mạng xã hội phát triển như thế nào và cái nhu cầu của chúng ta cần linh động hơn cho việc chụp ảnh như thế nào. Chẳng hạn như là chúng ta đi sinh nhật của một đứa bạn và cái khoảnh khắc hội tắt nến nó chỉ xảy ra một lần, nhưng mà chúng ta lại vừa muốn có video mà vừa muốn có ảnh chụp ngay lúc đó. Hay là Đang Anh nhớ có lần mà mình đang thịt nướng với đám bạn của mình và cái loại BBQ nướng rượu á, thì nó sẽ có một cái màn là phụt lửa lên rất là đẹp mắt luôn, nhưng mà mình chỉ kịp giơ điện thoại và chụp vội lên một tấm ảnh trong khi bỏ lỡ rất là nhiều khoảnh khắc đẹp mắt liên tiếp đằng sau chỉ cách đó vài giây. Hay là để chắc ăn hơn những lần khác thì Đang Anh đã bấm quay video và sau đó thì về screenshot màn hình lại để có được những bức hình, nhưng mà nó rất là mất thời gian. Hay là các bạn có biết khi mà chúng ta đi ăn với nhau có cái màn cạn ly á, và các bạn trẻ thì rất là hay thích quay những cái cảnh boomerang để kiểu đưa tay ra đưa tay vào, nhưng mà lại rất là tốn thời gian khi mà phải vào một cái app thứ ba, đó chính là Instagram, rồi bật cái chế độ boomerang của nó lên. Thì lúc đó không còn vui nữa mà những người xung quanh sẽ hay nhìn chúng ta theo kiểu là sống ảo nhiều quá, hay là đang cố gắng cúng cho mạng xã hội hơn là tập trung vào những cái khoảnh khắc thú vị. Vậy thì để đáp ứng điều đó thì những hãng smartphone cũng đã cập nhật cho những chiếc điện thoại của mình những cái tính năng để có thể giúp người dùng dễ dàng hơn trong những cái việc chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc, điển hình là Single Tap trên Samsung. Tuy nhiên là lúc mới ra mắt thì tính năng Single Tap này nó chỉ xuất hiện ở trên dòng series cao cấp, đó chính là S20 mà thôi. Nhưng mà mới đây thì dòng tầm trung là dòng A của Samsung cũng đã được cập nhật cái tính năng này, và cụ thể là chiếc điện thoại Samsung A51 mà Đang Anh đang cầm trên tay đây. Bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm nó để xem là với cái tính năng này thì chiếc A51 này đã cùng Đang Anh có được những cái khoảnh khắc chụp hình đơn giản và dễ dàng như thế nào nhé. Single Tap khi mới ra mắt thì có lẽ là nhiều người đã biết vì nó cũng khá phổ biến. Tuy nhiên thì mình sẽ nói lại một chút để các bạn có thể dễ dàng cập nhật xem Single Tap là gì. Nó đơn giản thì nó chỉ là một cái tính năng có sẵn trên giao diện của camera Samsung, và mọi người chỉ cần đúng là một nút chạm thôi thì chúng ta đã có thể vừa quay được và có được những bức hình chụp từ khoảng 3 đến 10 giây, và song song đó sẽ là khoảng 3 đến 10 tấm hình cũng như là video. Nó đơn giản là vậy, nhưng mà để xem là nó có những cái ứng dụng thực tế như thế nào và nó tiện lợi như thế nào thì sau đây thì mình sẽ liệt kê ra cho các bạn một loạt những cái tình huống mà chúng ta có thể sử dụng với Single Tap. Đầu tiên là với Single Tap thì bạn sẽ không lo bị bỏ lỡ bất kỳ một cái khoảnh khắc nào. Khi mà chúng ta chỉ cần một chạm thôi thì có thể lưu được một cái video trong khoảng tầm 10 giây. Và xong với những cái video đó thì máy nó cũng sẽ tự động lọc ra những cái tấm hình với những cái khoảnh khắc đẹp nhất. Sau đó thì tự động áp filter vào cho chúng ta luôn, có thể là filter trắng đen hoặc là filter phù hợp với bối cảnh. Quan trọng hơn nữa là cái mình thích đó chính là nó sẽ tự động cắt ra những cái tấm hình theo tỷ lệ dọc và cả tỷ lệ vuông. Tỷ lệ dọc thì rất là dễ để các bạn up ngay lên story, còn tỷ lệ vuông thì up ngay lên ảnh cho Instagram. Mình hiểu nỗi khổ của những bạn gái khi mà nhờ người khác chụp ảnh giùm thì rất là sợ người ta sẽ không chụp được đúng ý mình, bởi vì mình nghĩ là mình tạo được những cái góc rất là đẹp nhưng mà người ta lại bắt những cái góc một nẻo. Nhưng mà nhờ AI trên Single Tap thì nó sẽ tự động chọn ra những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong 10 giây khi mà bạn bắt đầu kích hoạt cái Single Tap này lên. Mình sẽ đưa A51 cho bạn Tiến chụp hình giùm mình. Một điều hay hơn nữa đó chính là với cái Single Tap này á, nó cũng sẽ tự động làm ra những cái video để bạn không phải bỏ những cái video mình đã quay sẵn vào một cái app thứ ba khác để tua nhanh hay là tua chậm hoặc là thêm hiệu ứng boomerang cho nó, mà Single Tap nó sẽ tự động làm hết. Một cái ưu điểm nữa là mình thấy với Single Tap thì bạn sẽ khỏe hơn khi mà chụp hình, đặc biệt là với những bạn không có cái khả năng hay là cái kinh nghiệm tạo dáng chuyên nghiệp, mà bạn sợ là mình sẽ bỏ lỡ một cái góc mặt đẹp nào đó, hay là một cái khoảnh khắc mà mình đẹp nhưng mà lại quên bấm chụp chẳng hạn. Thì với Single Tap bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Nói chung là những cái gì đẹp nhất trên khuôn mặt bạn đó, nó sẽ được Single Tap lưu lại. Và gần đây thì sẽ có một cái trào lưu là tạo dáng chụp ảnh giả vờ như là đang bước đi. Nhưng mà bây giờ thì bạn cũng không cần phải giả vờ nữa, cứ bước đi tự nhiên thôi. Và bấm Single Tap thì nó sẽ lưu lại được những cái tấm hình mà bạn trong bước đi rất là tự nhiên.
thì dòng A của Samsung, cụ thể là chiếc A51 này, không chỉ có mỗi single tech. Mình thấy đây là một cái phiên bản máy tầm trung mà nó có chứa rất là nhiều tính năng hay ho, đặc biệt là đã được hãng trau chuốt cho phần camera rất là nhiều. Ngoài ra thì mình thấy là với một số tiền cũng phải không quá lớn như những dòng cao cấp thì bạn đã sở hữu được một chiếc máy có một cái cụm camera rất là bắt trend, và người ta hay gọi vui là cụm camera chữ L mà hứa hẹn là nó sẽ có mặt trên dòng Samsung Galaxy Note 20. Bỏ qua cái chuyện đó thì mình đi sâu vào tính năng á, mình sẽ có được 4 cụm camera với độ phân giải lần lượt là 48, 12 và 55. Trong đó thì camera chính sẽ là 48 megapixel. Với cái thông số này thì bạn đủ chụp được những bức ảnh rõ nét. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái camera với độ phân giải là 5 megapixel. Camera này nó sẽ giúp cho chúng ta chụp những bức ảnh macro tốt hơn. Chụp macro cũng là một xu hướng trên các smartphone hiện nay. Với ống kính 5 megapixel thì máy chụp được với khoảng cách cận từ 3 đến 5 cm. Ảnh cho độ chi tiết tốt, đủ các chi tiết luôn. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là so với camera macro trên smartphone khác thì chế độ macro trên Samsung A51 thể hiện tốt độ chi tiết, nhưng khi để càng gần thì yếu dần về khả năng lấy nét, cũng như là cái độ cận của nó cũng hẹp hơn. Máy cũng sẽ sở hữu một camera góc rộng 12 megapixel. Tuy là ảnh chụp góc rộng nhưng mà cho ra màu sắc đầy đủ, không bị bệt hay nhòe, cũng không bị méo ở một số góc. Chụp xóa phông thì máy xóa ổn, tuy nhiên thì vẫn còn bị lệm ở phần viền tóc, viền chủ thể và giữa background. Nói chung thì mình thấy chế độ xóa phông lấy nét chỉ ở mức có thể chấp nhận, chưa xuất sắc lắm. Và một điều quan trọng hơn đó chính là camera selfie của nó độ phân giải là 32 megapixel. Mình nghĩ đây là một độ phân giải ổn, đặc biệt là dành cho các bạn nữ. Khi mà kết hợp với cái tính năng single tech nữa, mình sẽ bật mí cho các bạn một cái hay ho mà mình trải nghiệm được trên con A51 này. Không như những cái app bên thứ ba như là Snow hay là 360 thì mình nhớ là vậy, thì các bạn phải nhấn giữ cái nút chụp á, thì chúng ta mới có thể quay video được. Nhưng mà với cái single tech này kết hợp với một cái camera selfie có độ phân giải tốt thì bạn chỉ cần một chạm thôi và để máy ở đó, không cần phải đụng hay là giữ gì hết, chúng ta vẫn có thể thu được video để có thể up lên TikTok chẳng hạn. Và đó là Samsung A51 đã được sở hữu tính năng single tech cùng nhiều điều hay ho nữa từ những cái tính năng chụp ảnh của nó. Mọi người thấy sao về chiếc A51 và khả năng chụp hình của nó thì hãy để lại phía dưới phần bình luận cho Đan Anh biết nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.